Xin chào mọi người đã trở lại với kênh của mình ha. Tiếp tục hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người về cái vấn đề mà bông dạng thụ của mình mà nó làm nụ sớm thì mình phải làm sao ha. Cũng như là mình sẽ nêu cho các bạn về cái vấn đề thời điểm nào mà bông dạng thụ của mình mà nó làm nụ mà nó sẽ trổ ngay Tết. Cũng như là những cái loại phân thuốc gì để giúp cho cái bông dạng thụ của mình mà nó lâu tàn. Thì đó là cái nội dung ngày hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn, cũng như là mình sẽ trả lời câu hỏi cho những bạn để bình luận trên kênh của mình ha. Rồi thì khi mà cái thời điểm này nè mà các bạn đã làm nụ thì nó là hơi sớm. Và cái thời điểm mà nó làm nụ mà để mà ngay Tết các bạn thông thường sẽ là mùng 5, mùng 6 tháng 12 âm lịch ha. Thì cái thời điểm đó mà nó làm nụ thì bông của mình thì nó sẽ là ngay Tết nha. Tuy rằng thì nó sẽ phụ thuộc vào cái thời tiết. Rồi thì cái cách khắc phục mà khi cái thời điểm này mà nó làm nụ sớm nè. Một là các bạn có thể là đem vô mát và các bạn tưới nước nhiều cho cây của mình mà là nó chậm phát triển lại. Cái bông của mình nó lâu nở ra nha các bạn ha. Mà khi nào mà mình thấy mà nó ổn ổn rồi thì các bạn mới đem ra ngoài nắng. Và đồng thời ở đây thì chúng ta sẽ tưới phân nó nhạt ngày, có nghĩa là mình tưới nó ngắn ngày nhưng mà mình sẽ tưới nó nhạt đi. Ví dụ như là một muỗng ăn canh ure thì chúng ta pha với 20 lít nước và chúng ta tưới nó từ 3 đến 4 bữa vậy đó, chúng ta tưới một lần. Đó là được nha các bạn ha. Nhưng mà khi mà cái giai đoạn của mình mà nó đã ra được những cái búp á các bạn, chúng ta là mới tưới phân như vậy được nha. Còn mà nó đang làm nụ thì chúng ta sẽ không có tưới phân ure, chúng ta vẫn là tưới phân định kỳ là phân DAP hoặc là cái phân bánh dầu nha các bạn. Thì đó là cái cách mà để khắc phục mà hoa của mình mà nó làm nụ sớm nha. Còn những bạn nào mà nó làm nụ trễ thì bắt buộc là mình phải xịt ép thằng Atunis rồi. Ở cái thời gian tới thì mình sẽ nói về cái vấn đề mà hoa nó làm nụ trễ. Tại vì mình thấy thời điểm này có một số bạn là mới 3-4 cặp lá thôi, các bạn cũng chuẩn bị ngắt ngọn thôi đó. Mà mình đã ra cái video mà nó làm nụ sớm rồi các bạn cũng hơi rối. Nhưng mà các bạn an tâm thì mình sẽ nói về cái vấn đề này đó. Rồi thì mình sẽ trả lời câu hỏi cho những bạn đã bình luận chung kênh của mình nè. Một bạn là Dịch Con. Thì bạn này bạn hỏi mình là anh ơi, là em trồng cái giống là B2 ngắt ngọn bữa 26 tháng 11, giờ nó đã là ươm nụ rồi bằng hạt tiêu, vậy có sớm hay không? Thì cái giống B2 là cái thuộc là cái giống là rồng vàng, nó vàng chanh nha các bạn ha. Nó rất là mau nhạt màu, tuy rằng cây của nó rất là phát triển luôn. Thì do đó thì các bạn bây giờ mẫu là các bạn có thể là lặt đi những cái bông chính của nó và chúng ta sẽ tưới phân là nhạt ngày cho nó ha. Nhưng mà khi mà nó đã ra những cái búp rồi thì chúng ta mới tưới như lúc nãy mình đã chia sẻ nha bạn ha. Rồi thì đó là cái cách khắc phục. Rồi tiếp tục là câu hỏi của bạn là Nam Nguyễn nè. Bạn này bạn hỏi mình là của bạn là ngắt ngọn là bữa là 28 tháng 11 âm lịch, bây giờ thì nó đã ra được là 2-3 chèo rồi và nó đã ra những cái nụ hoa. Bây giờ thì mình sẽ tưới phân ure hoặc là hay mình để tới mùng 4 tháng 12 âm lịch thì mình mới để nụ. Thì bây giờ bạn làm theo cách nào cũng vẫn được ha. Nếu như là bạn để thì các bạn có thể là tưới cái phân ure, còn nếu như là bạn lặt thì và tới mùng 4 và tháng 12 âm lịch thì nó ra nụ thì bạn cứ để là tự nhiên nha. Thì đó là cái cách mà để mà xử lý mà hoa của mình mà nó làm nụ sớm mình vừa nói. Tiếp tục là bạn Tướng Miền Tây, bạn này bạn hỏi mình là cái phân kali trắng mình sử dụng cho dạng thọ có được hay không. Thì khi mà cái bông dạng thọ của mình mà bạn muốn mà nó lâu tàn thì bạn có thể sử dụng cái phân kali là được ha. Tại vì cái phân trên bông dạng thọ các bạn nó rất là dễ, nó sử dụng được rất là nhiều loại phân luôn, phân hữu cơ cũng được mà phân hóa học cũng được ha. Quan trọng là cái liều lượng là mình phải là tưới nó nhạt thôi đối với cái phân hóa học. Rồi bạn Nguyễn Thị Giàng nè, bạn này bạn hỏi mình là sử dụng là cái bé mập và cái siêu buông chèo kết hợp với NPK 30-10 có được hay không? Là được nha bạn ha. Nhưng mà cái 30-10 ở đây thì mình sẽ tưới với cái liều lượng là mỏng thôi, là 100g pha với 20 lít nước để mình tưới cho nó ha. Rồi tiếp tục là câu hỏi của bạn là Quốc Tình nè. Bạn này bạn hỏi mình là cây của mình nó tạo nụ rồi, bây giờ mình có ngắt ngọn hay không? Và nếu mà như là mình ngắt ngọn thì bông của mình nó có bự hay không? Tức là cây 2. Bạn hỏi mình như thế. Thì khi mà mình ngắt ngọn mình để cái cây 2 các bạn thì bông của mình nó rất là nhiều nhưng mà nó không có bự đâu, nó tầm đâu khoảng đâu là 7cm ha. Còn đi cây 1 thì bông của mình nó rất là to, nó tầm đâu là 10cm. Thì đó là câu trả lời của mình. Tiếp tục là câu hỏi của bạn Thanh Sang nè. Bạn này bạn hỏi mình là bông của chị là tưới phân là nhiều lần, làm dày lá, lá xanh đậm, đọt và chèo nó không bung ra, thì bây giờ bạn xịt dưỡng cái Atunis ha là nó sẽ là bung ra thôi. Rồi câu hỏi của bạn là Thuận Chí nè, bạn này bạn hỏi mình là anh ơi cho em hỏi là cách khắc phục khi hoa nở sớm, mình tưới phân ure thì bông của mình nó có nở hết cỡ hay không? Thì bạn muốn mà cái bông của mình mà nó muốn nở hết cỡ thì khi mà nó ra được những cái bông mà khoảng đâu là búp búp á các bạn có thể sử dụng một cái bóng đèn bạn xông cho nó ha, là nó sẽ nở là hết cỡ luôn. Hoặc là bạn có thể sử dụng cái thuốc kích thích hoặc là sử dụng Atunis cũng vẫn được nha, nó cũng bung hết cỡ luôn á, Atunis mình á. Rồi câu hỏi của bạn là Hoàng Quỳnh ha, bạn này bạn hỏi mình á, dạng thọ là ngắt ngọn xong
chèo nó rất mạnh về tưới phân 20-15 có được hay không là được nha bạn nha, nó thuộc về phân hóa học thôi. Rồi tiếp tục là câu hỏi của bạn là Nguyễn Minh Tiến nè, bạn này bạn hỏi mình á là dạng thỏ ban mai của em là nó không có ngọn mà giữa cái mầm thì nó có chẵn 3, chẵn 4, mình ngắt cây ngọn sao cho hợp lý anh? Thì cái dạng thỏ ban mai này á, thì nó sẽ có hai loại, một á, là nó sẽ là đi cái ngọn, hai á, là có loại là nó sẽ đi chèo. Nếu như là mình đi ngọn á, là mình sẽ ngắt ngọn cho nó, mình ngắt như cái giống bông dạng thỏ thường của mình thôi. Còn nếu như mà nó đi chèo mà nó không có đi ngọn thì mình sẽ lặt đi những cái nụ hoa của nó, và đến cái ngày là 12 hoặc là 15 tháng 12 âm lịch á, thì chúng ta sẽ không có ngắt nữa, chúng ta để những cái nụ đó và nó sẽ nở cho đến là tới Tết nha. Thì đó là cái cách mà để mà trồng dạng thỏ ban mai. Rồi bạn Hiệp Trần nè, bạn này bạn hỏi mình á, là lá non và chồi nách nó bị quắn lại thì bây giờ mình phải xử lý sao? Thì giờ mình xịt dưỡng thằng Atonit nha, cứ Atonit cứ công cát mình xịt tới. Rồi chào anh, là một bạn tên là Mang Quách gì nè. Bạn này bạn hỏi mình á, là dạng thỏ của bạn là nó đã có nụ bằng đầu đũa rồi, vậy có sớm hay không? Rất là sớm nha, khoảng đâu một tuần nữa thì cái đầu đũa thì được, chứ mà bây giờ là đầu đũa là sớm. Bạn có thể là ngắt bỏ những cái nụ đó ha, còn những cái nụ nhỏ nhỏ thì các bạn có thể là để lại, tức là những cái nụ chèo á. Rồi thì tiếp tục là câu hỏi là của bạn là Ngô Hoàng. Bạn này bạn hỏi mình là mình gieo bữa 17 tháng 10 âm lịch và ngắt ngọn bữa 20 tháng 11. Nay mình đã có búp bằng hạt tiêu rồi thì chừng nào đi cây 2? Khoảng đâu là đầu tháng 12 ha, là bạn bấm cây 2 là được nha. Như thế thôi. Rồi tiếp tục là câu hỏi của bạn là Lan Ngô nè. Bạn này bạn hỏi mình là dạng thọ em trồng thọ lùng hai cây, ngắt cây 1 cũng như là bắt đầu là nhú những cái nụ hoa nhưng mà nó không đều, định ngắt đợt 2 cho đều. Thì bây giờ thì bạn cứ ngắt cái đoạn 2 cứ đầu tháng 12 thôi, y chang câu hỏi trước ha. Rồi bạn Nguyễn Khắc Thương, bạn này bạn hỏi mình á, khoảng mùng mấy tháng chạp thì nụ hoa của mình là nó sẽ kịp Tết, thì khoảng đâu là mùng 5 là mùng 6 mà nó làm nụ hoa là nó sẽ là đúng Tết nha. Thậm chí trễ thêm một chút xíu, khoảng đâu là mùng 7, mùng 8 thì nó cũng là đúng Tết. Nó không có sao cả các bạn, nói chung là do cách mình chăm thôi. Tiếp tục là câu hỏi của bạn là Yên Nguyễn nè. Bạn này bạn hỏi mình á, là cái dạng thọ của bạn là nó bị héo và trái lá hết rồi thì bây giờ thì mình phải làm sao? Thì cái nguyên nhân thì như lúc trước mình có chia sẻ là bạn sử dụng những cái dòng thuốc mà dạng nóng có ký hiệu là EC, và thậm chí là các bạn sử dụng những cái dòng thuốc rầy các bạn mà nó nóng thì nó cũng là bị vàng lá và trái lá và nó héo nó chết ha. Đó thì đó là cái nguyên nhân và cách khắc phục bây giờ. Thì nếu như cái nào mà nó chưa tàn chưa héo thì ở đây thì bạn có thể sử dụng thằng Atonit để các bạn dưỡng lại là được nha, và đồng thời thì mình sẽ tưới phân đều đặn cho nó, tưới phân hữu cơ nha các bạn, đừng tưới phân hóa học nữa. Thì đó là cái cách mà khắc phục ha. Rồi tiếp tục là câu hỏi của bạn là Sudo Quốc Bảo nè. Bạn này bạn hỏi mình á, là cái phân là 20-15 với phân là 30-10-10 á, thì phân nào thì nó sẽ tốt hơn? Như mình ở đây á, thì mình sẽ chọn là cái phân là 20-15 nha các bạn ha, tại vì nó có cái kali trong đó đó, thì nó sẽ giúp cho cái hoa dạng thọ của mình á, là nó sẽ là lâu tàn nha. Thì thông thường là mình sẽ chọn cái loại phân 20-15, 30-10 thì cũng vẫn là tốt nha các bạn ha, chứ không phải là dở nha. Rồi thì mình đã trả lời một số câu hỏi cho các bạn vậy ha. Bạn nào thấy hay thì hãy đăng ký kênh của mình, cũng như là có câu hỏi gì thì các bạn cứ bình luận bên dưới video nha. Rồi thì mình cũng xin được là mến chào.